Món ngon thì Dương xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách làm bánh dày thật ngon. Với cách làm của mình chỉ cần mất 15 phút thôi là các bạn đã có được chiếc bánh dày thật là ngon để cho gia đình mình ăn vào buổi sáng ha. Nguyên liệu đầu tiên ở đây mình có 200 g bột nếp, 100 g bột gạo, một muỗng mỡ heo, nếu các bạn không có mỡ heo mình dùng dầu ăn cũng được. Thêm một muỗng muối cho bánh mình có vị đậm đà hơn và 300 ml nước lạnh. Giờ mình cho hết các phần bột này vào thau để nhồi, cho một canh muỗng mỡ heo và một muỗng cà phê muối. Giờ mình trộn đều lên, sau đó mình cho nước lạnh vào từ từ. Đây là 300 ml nước. Các bạn cứ cho vào từ từ rồi mình nhồi lên ha. Mang bao tay vào nhồi đều phần bột lên. Bột của mình như vậy là đạt yêu cầu rồi nha. Bây giờ thì Dương sẽ bắt bánh luôn. Mình canh bắt mỗi viên bánh cho nó bằng trái chanh là được rồi à các bạn. Mình vo tròn lại nha và để qua một bên. Với cách làm của Thùy Dương không cần phải nấu nếp và cũng không cần phải giả nếp mà bánh mình ra lại rất là đẹp và rất là ngon. Phần bánh sau khi đã được định hình tròn hết rồi, Tiếp theo mình dùng tay ép cho nó mỏng ra. Nhưng các bạn cũng lưu ý không ép quá mỏng nha, mỏng quá thì cái bánh mình không còn ngon nữa đó. Mình cứ canh độ dày của bánh là 1/2 cm là được nha. Trong thời gian mình ép bánh thì Dương cũng bắt sẵn cho mình một nồi nước rồi. Bây giờ nước sôi thì Dương thả bánh vào luộc luôn. Nhưng trước khi cho bánh vào nồi để luộc, mình cũng chỉnh sửa cái bánh lại cho nó đẹp rồi mình mới đặt vào nồi để mình luộc nha. Với cách làm này thì Dương thấy luộc thì dễ canh bánh hơn là mình để vô mình hấp. Vì khi luộc mình thấy cái bánh nó nổi lên như thế này là bánh mình đã chín rồi nè Rồi mình sẽ vớt ra bên ngoài luôn Bên ngoài thì Dương cũng chuẩn bị cho mình một cái thao nước lạnh để vớt bánh ra Nhìn chiếc bánh của mình nè, xinh đẹp dễ sợ hơn Giờ thì Dương cắt chả ra để chuẩn bị trang trí cái bánh cho các bạn xem nha Với món bánh dày thì mình sẽ ăn được rất là nhiều loại chả Chả lụa, chả quế, chả chiên Loại chả nào ăn bánh dày cũng ngon hết đó các bạn Mình sẽ cho miếng lá chuối ở dưới nè Đặt một lớp bánh, một lớp chả Bây giờ mình sẽ đặt thêm một lớp bánh lên trên mặt nữa Bánh dày thì mình sẽ ăn với muối tiêu. Mình lấy bánh chấm vào muối tiêu hay là mình rắc muối tiêu lên trên mặt bánh ăn cũng đều ngon hết nha. À các bạn ơi, thì Dương có kênh Món ngon cùng Thùy Dương ở trên kênh YouTube đó. Các bạn lên xem lại và đăng ký kênh ủng hộ giúp mình luôn nha. Chân thành cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn.